ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi, sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối sắt, thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày, cho nên gan ruột mới bời bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày, nhìn người ta mà lòng đau. Cuộc đời sao, sao dời sao đôi. Ngày ngày qua, giờ ngồi đây nhìn đàn con nó đang lớn dần. Rồi làng quê về thành đô, rồi cùng nhau tập tành bon chén. Khi trở về, cơn sốt tiền đã biến hình nó tàn tành rồi. Khi trở về, cơn sốt tiền đã biến hình nó tàn tành rồi. Con ông hai lúa phát sóng lúc 17 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2019 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.